Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hương Bùi Nhật Bãi. Các bác vào xem bếp thì cho em xin một nốt like, một bình luận và một đăng ký kênh cả nhà nhé. Rất là nhiều bếp đẹp các bác, chỉ là không có thời gian và để quay lên kênh cho các bác thôi. Cái chiếc bếp này em sẽ mở nội thất ra để cho cả nhà theo dõi nhé. Một chiếc bếp đời rất là cao, rất là đẹp đấy ạ. Đây, các bác nhìn cái mẫu mã bên ngoài đã thấy đẹp rồi đúng không? Nó đẹp cả trong cả ngoài, đẹp cả nội thất và lẫn ngoại thất cả nhà nhé. Đây, thay nướng này cả nhà. Đây, rất là đẹp. Rồi bây giờ em sẽ lắp cái mặt vào và test các cái tính năng của bếp cho cả nhà theo dõi nhé. Các bác nhìn này, cái nội thất rất là nhiều cái chi tiết và phụ kiện như thế này. Bảo sao nó không được gọi là bếp ga thông minh đúng không ạ? Quay nốt cái video này thôi các bác ạ, tại vì đã hứa là lên trên kênh rồi nhưng mà đúng là hôm nay rất là bận luôn, vừa vui vừa bận. Rất là đẹp luôn. Em sẽ lắp cái mặt vào cả nhà nhé. Nhiều bác yêu cầu mở nội thất quá mà trước thì em mở, trước thì em không có mở. Rồi, rất là đẹp, mặt mũi đẹp này. Kiểu bằng thép không dỉ, bếp chưa lửa thì bằng nhôm hợp kim cả nhà nhé. Đây các bác nhìn này, rất là vuông thành đứng cạnh, không có một cái vết móc méo gì hết, hăn mòn gì hết đâu. Kiểu bằng thép không dỉ các bác nhé. Đây này, rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Cái chiếc bếp này thì không có chê vào đâu được. Các nào mà quan tâm từ cái chiếc bếp này thì liên hệ em Hương nhé. Rồi, bây giờ em sẽ bật bếp này. Bật bếp và test các tính năng của bếp cho cả nhà theo dõi. Các bác thấy mọi lửa cực kỳ đẹp luôn. Rồi lửa rất là xanh cả nhà nhé. Đấy, lửa xanh to đẹp. Cái chiếc bếp này thì nó có cái nốt hẹn giờ 30 phút ở đây cả nhà nhé. Hẹn giờ 30 phút rất là tiện, mình chỉ cần ấn tay vào thôi, nó không phải là nốt 3S nhé. Đấy, ấn tay vào là đã kích hoạt được cái tính năng này rồi. Khi các bác luộc hoặc là chiên hoặc là ninh một cái món nào đấy cần 30 phút thì các bác kích hoạt cái tính năng này lên. Còn nếu mà mình nấu bình thường thì không cần đâu nhé. Đây, cần gạt lửa to nhỏ này, to này. Đây là nhỏ này, đây là to đây ạ. Đây ạ. Trong lúc đợi chờ thì em Hương sẽ quay cho cả nhà cái khay nướng, vị nướng nhá. Rất là đẹp luôn các bác này. Khay nướng và vị nướng cực kỳ mới, chắc là sử dụng mà chắc là vài lần thôi. Rất là đẹp, sạch sẽ. Khay nướng, vị nướng đều bằng inox hết ạ. Trong này là lò nướng cả nhà nhá. Em Hương sẽ bật cái lò nướng, test lửa luôn cho cả nhà theo dõi này. Rất đẹp các bác ạ, bếp này rất đẹp. Kết hợp màu trên nó là màu đen, còn dưới này nó là màu gọi là màu sữa các bác ạ. Đây, em quay thành vách cho các bác xem nhé. Thành vách đây này. Đấy, thành vách đây ạ. Rồi bếp bên phải đã tắt rồi các bác ạ. Bếp bên phải đã tắt rồi nhá. Sau khi bếp tắt thì bếp sẽ khóa ga luôn. Rồi bếp bên trái cũng tắt luôn. Rất là nhanh đúng không ạ? Khi mà test cái tính năng này thì các bác chọn cái nồi dày nhá. À em Hương xin lỗi, các bác chọn cái nồi nhôm và đậy vung lại giúp em Hương thì các bác test sẽ nhanh hơn. Đấy, bây giờ em sẽ test cho cả nhà thấy này. Bếp em vẫn còn bật đấy. Rất là tuyệt vời. Đấy, rất là tuyệt vời cả nhà nhá. Rồi, bác nào mà quan tâm tới cái mẫu bếp này thì liên hệ em Hương. Lò nướng vẫn đang còn cháy rất là xanh các bác ạ. Tiếp theo sẽ test cái tính năng là gió thổi tắt bếp cho các bác nhé. Đây. Đối với cái tính năng này thì nó mất khoảng tầm 15 giây, 15 giây mới khóa ga. Chứ bếp sẽ chưa khóa ga luôn khi mà bếp tắt đâu. Rất là tiện. Những cái dòng bếp Nhật như thế này thì sử dụng nó rất là an toàn ở nhà nhá. Rồi, bếp ga này không báo hiệu tít tít mà nó khóa hiệu bằng âm thanh ở đây. Em xin lỗi, báo hiệu bằng đèn ở đây cả nhà nhá. Nói nhiều quá cuối cùng thành nói lắp luôn rồi. Không biết là hôm nay đã tiếp bao nhiêu khách luôn. Những khách nào mà em Hương hẹn là gọi lại mà em Hương chưa có gọi lại thì các bác gọi lại giúp em Hương nhé. Hoặc là các bác cho em Hương một cái tin nhắn với ạ. Thực sự thì hôm nay rất là nhiều khách. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Chỉ chưa đến 4 phút của các bác thôi mà em đã test hết được các cái tính năng an toàn của bếp ga Nhật rồi. Hai bếp nấu và một bếp nướng, màu sắc thì cũng cực kỳ đẹp luôn các bác ạ. Hôm nay hàng nhà em mới về nhưng mà không đủ thời gian để quay cho các bác luôn. Hẹn các bác vào ngày mai nhé. Ngày mai bác nào ưng cái mẫu nào thì gọi điện cho em Hương trước đấy ạ. Mẫu rất là nhiều mẫu bếp. Bếp mặt kính, mặt sơn men, những cái bếp gọi bếp là bếp ga đơn cả nhà. Rồi về cũng được rất là nhiều. Đấy nên là bác nào quan tâm tới cái mặt hàng nào thì liên hệ em Hương nhé. 0359014200 là số của em ạ. Rồi em Hương xin cảm ơn mọi người. Chúc các bác một ngày 20 tháng 10 vui vẻ các bác nhé. Các bác có thời gian vào xem kênh thì ủng hộ em Hương một like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì ủng hộ em Hương một đăng ký kênh. Để em lên video các bác sẽ là người nhận thông báo mới nhất ạ. Rồi em Hương xin chào cả nhà ạ.